Theo dự thảo này, học sinh sẽ thi 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực người học. Lo lắng của nhiều học sinh khi được hỏi vẫn nằm ở môn lịch sử. Các em mong muốn có sự cải tiến ra đề thi để không phải học thuộc lòng các sự kiện. Lịch sử lại là một môn bắt buộc trong khi cái khối học của bọn em lại là khối A. Thì đó chính là một cái thử thách rất là khó khăn đối với bọn em. Và bọn em sẽ phải nỗ lực từ bây giờ bởi vì chương trình thi đánh giá năng lực bây giờ là xuyên suốt cả 3 năm cấp 3. Bọn mình cũng mong muốn đề xuất có một cái hệ thống ngân hàng câu hỏi sớm ấy, định hướng, hướng dẫn, gợi ý. Và sau đó thì bọn mình cũng được tập huấn các cái chương trình theo hướng đó để cái quá trình ôn tập nó chủ động hơn và nó tiếp nhận kiến thức một cách tích cực hơn. Năm học này, các trường trung học phổ thông cũng đang có sự chuyển hướng khi cho học sinh làm quen dần với hình thức kiểm tra mới. Như bộ môn ngữ văn, các em được làm quen với các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Thì bọn em sẽ không hề biết bất cứ thông tin gì mà sẽ là một đề hoàn toàn mới ngoài sách vở. Chính điều đó nó đã thách thức cái sự sáng tạo cũng như là sự tìm tòi nhiều các tác phẩm ngoài sách giáo khoa cũng như là chính về những cái tác giả văn học mà bọn em sẽ không bị dập khuôn trong bất kỳ một cái giới hạn nào cả. Thì tôi rất là mong muốn trong những cái quyển sách như thế này thì ở những cái tiết nó ôn tập hoặc là những cái tiết rèn kỹ năng thì các con có được những cái đề mà bộ có thể cung cấp thêm cho các con để bản thân giáo viên chúng tôi cũng có những cái định hướng để có thể soạn thêm những cái đề tương tự như vậy. Khâu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chính là làm mới ngân hàng đề thi hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực. Chỉ còn 2 năm để chuẩn bị một khối lượng câu hỏi rất lớn cho 17 môn, trong đó có 3 môn là hoàn toàn mới. Trong khi giai đoạn này, giáo viên vừa mới đi tập huấn sách giáo khoa lớp 11, còn sách giáo khoa lớp 12 thì vẫn đang phải chờ thêm 1 năm nữa. Sách giáo khoa 12 thì chúng tôi cũng mong muốn là có sớm hơn nữa để trên cơ sở là cái nội dung chương trình của bậc trung học phổ thông thì giáo viên biết được từ khối 10, khối 11 những cái nội dung gì đẩy mạnh ôn tập để đến lớp 12 các em có thể vững vàng vào kỳ thi. Ngoài các cái chuyên gia, các cái nhà tham gia viết sách thì rất cần đội ngũ trực tiếp giảng dạy từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc ở khắp vùng miền để làm sao mà bộ có được những người giảng dạy thực tiễn nhất để cái hệ thống câu hỏi nó phong phú nhất và nó sát thực tiễn nhất. Theo chuyên gia giáo dục, mong muốn kỳ thi tốt nghiệp thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng, đánh giá những kiến thức cơ bản phổ thông. Còn việc tuyển sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nên do các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau.